Hà Giang, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hà Giang có diện tích tự nhiên là 7.884,37 km2, tại điểm cực Bắc của lãnh thổ Hà Giang, cũng là điểm cực Bắc của Tổ quốc, nằm tại xã Lũng Cú, huyện Động Văn, tỉnh Hà Giang, nơi có cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng, được coi là biểu tượng của đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Hà Giang được thiên nhiên ưu đãi với nền văn hóa lâu đời thuộc niên đại đồ đồng Đông Sơn, có các di tích người tiền sử ở Bắc Mê, Mèo Vạc. Đây cũng là tỉnh nhiều đồng bào dân tộc thuộc vùng Đông Bắc sinh sống, với 22 dân tộc có nhiều phong tục tập quán, văn hóa truyền thống và những lễ hội rất sinh động, đã làm Hà Giang trở thành nơi hấp dẫn du khách đến tham quan. Nhắc đến Hà Giang, người ta thường nghĩ ngay đến những núi đá cao lớn, hùng vĩ, những vách đá tai mèo nhọn hoắt hay những con đèo hiểm trở. Tuy nhiên, các bạn đã quên mất rằng ở Hà Giang có một nơi tập trung dân cư, kinh tế phát triển rất mạnh, đó là thành phố Hà Giang, thành phố trực thuộc tỉnh Hà Giang. Tại đó có rất nhiều những địa điểm tham quan và vui chơi lý thú, không kém gì miền cao nguyên đá. Một trong số đó đáng chú ý có lẽ là quảng trường 26 tháng 3, quảng trường lớn của Hà Giang được mọi đoàn khách du lịch đều ghé qua trong chuyến hành trình khám phá Hà Giang của mình. Quảng trường 26 tháng 3 nằm tại đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, ngay đầu quốc lộ 2, nối Hà Nội và Hà Giang. Đứng ở vị trí của cột mốc số 0 Hà Giang, nhìn chết về bên phía tay trái là ta đã thấy được quảng trường 26 tháng 3 rất lớn tại đó rồi. Chính tại nơi đây, ngày 27 tháng 3 năm 1961, Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện, phát biểu trước hơn 16.000 cán bộ, công nhân viên, nhân dân tỉnh Hà Giang. Bác đã khen ngợi và vinh danh những đóng góp của Hà Giang và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Từ đó, nơi đây được coi là một di tích lịch sử của tỉnh Hà Giang. Ngày 2 tháng 9 năm 2005, cụm tượng Đài Bác Hồ và nhân dân tỉnh Hà Giang được khánh thành và đặt trang trọng tại quảng trường 26 tháng 3, được nhiều người chào đón và khen ngợi. Hôm nay, chúng cháu, những học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn thành phố Hà Giang có mặt tại đây, rất vinh dự và tự hào hát vang bài quốc ca như để khẳng định với bác rằng chúng cháu, những mầm non tương lai của đất nước, xin hứa thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Bye.